ba triệu usd chỉ một thương vụ lúc về hưu vậy khi đương chức còn bao nhiêu vụ chót lọt dư luận từ đêm qua lại sụp sôi về vụ mobile phone MAVC khi đọc tận mắt số tiền nhận hối lộ của hai quan chức cấp bộ trưởng một đời làm bộ trưởng tất nhiên là không chỉ có một thương vụ bởi vậy người ta nói làm gì có nghề nào, giàu nhanh như nghề quan chức cấm có sai. Theo kết luận điều tra mới công bố, ông Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch hội đồng quản trị AVC, đã lại quả cho ông cử bộ trưởng 4T Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD, chị riêng phi vụ bán AVC. Thế theo xung tích một Samsonite chứa được 1 triệu USD thì 3 triệu cần ít nhất là ba cái Samsonite chật cứng đô la. Ông Trương Minh Tuấn khi đó giao vai trò thứ trưởng nên vụ này chỉ nhận 200.000 USD. Ngoài ra, cựu tổng giám đốc Mobifone cũng biểu ông Bắc Son 200 triệu đồng vào dịp Tết 2015, còn cựu chủ tịch Mobifone biểu 200.000 USD vào Tết 2016. Những khoản tiền nhiều số không được đưa ra trong kết luận điều tra, gọi là kinh hoàng so với đông đạo người dân đang hùng hục làm việc. GDP đầu người Việt Nam đang ở mức chưa tới 2.600 USD trên năm, Tuy nhiên, con số này sẽ thay đổi trong thời gian tới, đạt khoảng 3.000 USD theo cách tính mới của Tổng cục Thống kê, 3.000 USD trên năm và 3 triệu USD một lần ngoạm, tức là một lần cầm phong bì nhẹ nhàng của một bộ trưởng bằng đúng 1.000 đồng bào làm việc cật lực theo cách tính mới. Nhưng bộ thông tin truyền thông đâu chỉ có mỗi phi vụ bán AVC, cũng đâu chỉ có mỗi doanh nghiệp Mobifone và ông Bắc Son cũng chỉ đâu có nhận tiền vào mỗi dịp Tết 2015 và 2016. Từ đó suy ra tiền ông này nhận trong đời làm quan, từ cấp trung mà lên đến bộ trưởng thì làm sao đính dễ. Ông Trương Minh Tuấn cũng vậy, đâu chỉ có vụ AVC và sau này còn lên bộ trưởng chứ đâu chỉ làm thứ trưởng. Và đây không phải là những khoản tiền hối lộ duy nhất của các quan tham, nói chung hay ông Son, ông Tuấn nói riêng. Phần lớn số tiền này đã được quan tham quy đội ra tài sản ở trời Tây, nơi hậu suy của họ đã hoặc đang học tập, làm việc. Không biết có bao nhiêu quan chức từ cấp phòng trở lên đã mua nhà ở nước ngoài, bao nhiêu trong số họ thập thò thẻ xanh hay dập dình quy chế bị án nước bạn. Hàng triệu ướt đi cho các quan tham, tiền này từ đâu nếu không phải từ xương máu của đồng bào tôi, những người khốn khổ đang chạy ăn từng bữa giã mồ hôi sôi nước mắt, gom từng đồng thủy xưng lên các quan. Vợ sao cái đất nước này nghèo đi, tan hoang vì những loại quan chức như này. Nhà nước thiệt hại 7.000 tỷ đồng, tiền đó của nhân dân chứ của ai, mà đó mới chỉ là một thương vụ lúc sắp về hư. Vậy thì lúc tài nhiệm còn bao nhiêu vụ chót lọt nữa? Trong một diễn biến khác, Mobifone mua AVC, hai cử bộ trưởng nhận hơn 3 triệu đô từ ông Phạm Nhật Vũ. Hai cử bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Sơn và Trương Minh Tuấn đã khai nhận tổng cộng là 3,2 triệu đô la hối lộ từ ông Phạm Nhật Vũ theo truyền thông Việt Nam. Cả ông Son và ông Tuấn đều đang là bị can trong vụ án Mobifone mua 95%, cổ phần của AVC gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng của nhà nước. Cả hai cùng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư, công gây hậu quả nghiêm trọng và tội nhận hối lộ. Tuy nhiên, đến hôm 2 tháng 9, báo giới mới được biết về khoản tiền nhận hối lộ hai vị cựu lãnh đạo đã nhận. Sau khi Bộ Công an đã hoàn tất và tống đạt kết luận điều tra, sau khi Mobifone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVC, tức khoảng 8.890 tỷ, vào đầu 2016, ông Son đã nhận của ông Vũ 3 triệu đô la. Giờ ông Son thừa nhận số tiền nhận từ ông Vũ là hưởng lợi bất chính và xin nộp số tiền hơn 500 triệu đồng trong tài khoản cá nhân để khắc phục hậu quả. Trong khi đó, ông Tuấn nhận của ông Vũ 200.000 đô la và đã hoàn lại 2,12 tỷ. Ông Lê Nam Trà, cựu chủ tịch hội đồng thành viên Mobifone, cũng nhận của ông Vũ 2,5 triệu đô la và đã hoàn lại toàn bộ số tiền này. Phạm Nhật Vũ nhiều lần gọi điện hối thúc theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Bắc Son khai trong quá trình thực hiện dự án, ông Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch hội đồng quản trị AVC, đã nhiều lần liên lạc gọi điện thoại, nhắn tin để hối thúc mong muốn bán được sớm cổ phần. Nhiệm kỳ bộ trưởng sắp kết thúc nên ông Son muốn có dấu ấn tạo ra cho Mobifone bằng việc mua mạng truyền hình AVC. Mặt khác, ông Son nghĩ nếu việc mua bán thành công, thì cổ đông AVC sẽ cảm ơn ông bằng vật chất báo tuổi trẻ viết. Ông Vũ cũng nhiều lần gọi điện cho ông Trương Minh Tuấn và ông Lê Nam Trà để thúc giục tạo điều kiện thực hiện dự án nhanh. Ông Phạm Nhật Vũ đã bị bắt giam từ hồi tháng 4 vì tội hối lộ nhưng khi đó chưa tiết lộ khoản tiền hối lộ. Ông Vũ là em trai ông Phạm Nhật Vượng, một trong những người được đánh giá là giàu nhất Việt Nam với khối tài sản trong Forbes định giá là 7,6 tỷ đô la. Ông Son và Tuấn đã bị bắt và khởi tố hồi tháng 2. Mobifone hiện chỉ có một lãnh đạo duy nhất – là Phó Tổng Giám đốc Bùi Sơn Nam, để điều hành hoạt động. Sau hôm 26 tháng 8, thêm 5 lãnh đạo của Mobifone bị khởi tố, đó là ông Nguyễn Đăng Nguyên, Phó Tổng Giám đốc, được trao trách nhiệm Tổng Giám đốc, cùng 3 Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Bảo Long, Hồ Tuấn và Nguyễn Mạnh Hùng, và bà Phan Thị Hoa Mai, thành viên hội đồng thành viên Mobifone. Cả 5 người bị khởi tố điều tra vì tội vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, Tuy nhiên, cả năm người này đều đã được tài ngoại. Vào cuối tháng 4 năm 2018, thanh tra chính phủ đã công bố kết luận thanh tra thương vụ Mobifone AVG. Theo kết luận, AVG chỉ có giá trị song khoảng 1.900 tỷ đồng, vì vậy Mobifone làm thất thoát ngân sách khoảng 7.000 tỷ đồng. Mobifone bị xác định mắc 4 sai lầm, làm trái và thiếu trách nhiệm trong đề xuất dự án lựa chọn thẩm định giá, lập trình dự án và vi phạm thỏa thuận ký kết thanh toán mua cổ phần. Bộ thông tin truyền thông đã thiếu trách nhiệm trong quá trình thẩm định dự án, quyết định phê duyệt dự án, bộ kế hoạch đầu tư đã không hướng dẫn bộ thông tin truyền thông và MobiFone thực hiện dự án đầu tư theo quy định, các văn bản thiếu nhất quán bộ tài chính thì không kịp thời đưa ra những phân tích đánh giá đề xuất đầy đủ toàn diện về những tác động trực tiếp về việc mobifone bỏ số vốn rất lớn để đầu tư dự án việc bộ công an xác định không cho phép avg chuyển nhượng cổ phần sang nước ngoài mà buộc phải bán trong nước là không phù hợp trong một diễn biến khác, cử bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đào diễn thương vụ AVC để nhận triệu đô như thế nào? Bị can Phạm Nhật Vũ Khai đã hối lộ hai cử bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và hai lãnh đạo Mobifone là Cao Suy Hải, Lê Nam Trà, số tiền hàng triệu USD cho thương vụ AVC. Khởi tố năm lãnh đạo Mobifone liên quan vụ AVC, thương vụ AVC, Lê Nam Trà, số tiền hàng triệu USD cho thương vụ AVC. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra đại án Mobifone mua 95% cổ phần của AVC và đề nghị truy tố 14 bị can với 3 tội danh vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Trong đó, hai cựu bộ trưởng bị xác định là đã chỉ đạo và ký quyết định phê duyệt đầu tư dự án với mức 8.900 tỷ đồng khi chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng. Ông Son chỉ đạo mua cổ phần AVC giá 8.900 tỷ. Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Bắc Son, nguyên bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông khai, do có quen biết với Phạm Nhật Vũ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị AVC, từ khi ông Son còn làm bộ trưởng. Sau khi Mobifone có văn bản về đầu tư dịch vụ truyền hình, ông Son đã giới thiệu cho Mobifone mua AVC. Ông Son biết đây là dự án nhóm A có quy mô trên 5.000 tỷ đồng, thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Việc Phạm Đình Trọng chủ trì cuộc họp với Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc Mobifone và đại diện EVG để thống nhất giá mua gần 8.900 tỷ là thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của ông Son. Khi Bộ Thông tin Truyền thông nhận được văn bản của Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Bắc Son xác định đây không phải quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng. Theo kế hoạch, đến đầu năm 2016, Ông Son kết thúc nhiệm kỳ công tác và thôi chức bộ trưởng, nên ông Son đã chỉ đạo cấp dưới triển khai ngay dự án và đảm bảo hoàn thành trong năm 2015. Ông Son thừa nhận đã gạch bỏ nội dung sau hội đồng thành viên Mobifone chịu trách nhiệm quyết định giá mua tại tờ trình và gạch quyết định giá mua tại điều 2 sự thảo quyết định, đồng thời có bút phê sau ông Trương Minh Tuấn, khi đó là Thứ trưởng, ký quyết định số 236 phê duyệt dự án để Mobifone mua cổ phần của AVC. Muốn Mobifone và AVC phải nhớ đến tên Son. Ông Son thừa nhận sai phạm trong việc chỉ đạo ông Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt dự án khi Thủ tướng, chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa có ý kiến về bốn kinh tần số, giá mua và hiệu quả đầu tư dự án chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét làm rõ. Ngoài ra, ông Son đã chỉ đạo ông Lê Nam Trà ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các công ty AVC vào chiều ngày 25 tháng 12 năm 2015. Động cơ dẫn đến các sai phạm là do cựu bộ trưởng mong muốn thực hiện dự án trước khi nghị hưu để tạo dấu ấn trong nhiệm kỳ công tác của mình. Mặt khác muốn Mobifone và AVC phải nhớ đến tên son kết luận điều tra nêu rõ. Cựu bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhận thức dự án có tổng mức đầu tư 8.900 tỷ đồng, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng. Tuy nhiên, ngày 14 tháng 12 năm 2015, Văn phòng Chính phủ mới có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng chấp nhận chủ trương cho Mobifone mua cổ phần AVC thì ông Tuấn đã ký quyết định phê duyệt đầu tư dự án. Việc ký này ông Tuấn thực hiện chỉ đạo của ông Son và gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Bắc Son là người chỉ đạo trực tiếp việc lập thẩm định phê duyệt đầu tư dự án Mobifone mua AVC 95% cổ phần của AVC. Kết quả điều tra cũng làm rõ trong phiếu trình do ông Phạm Đình Trọng ký trình đã nêu. Bộ thông tin truyền thông không có chức năng và điều kiện để xác định lại giá mua, hiệu quả của dự án văn phòng chính phủ đã xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhưng hai bộ cũng không có ý kiến về nội dung này. Tuy nhiên, ông Son vẫn cố ý quyết định, chỉ đạo ông Trương Minh Tuấn ký quyết định phê duyệt dự án với vốn đầu tư 8.900 tỷ đồng. Như vậy, ông Nguyễn Bắc Son đã lợi dụng chức vụ quyền hạn vì động cơ mục đích cá nhân, quyết liệt chỉ đạo nhân viên dưới quyền làm trái quy định, dẫn đến việc Mobifone phải tổ chức thực hiện ký hợp đồng trên những cổ phần với AVC, gây thiệt hại gần 6.500 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định ông Son là người có chức vụ quyền hạn, đã chỉ đạo ra quyết định phê duyệt đầu tư dự án trái pháp luật, nhận hối lộ 3 triệu USD từ Phạm Nhật Vũ. Tương tự ông Trương Minh Tuấn với vai trò trách nhiệm là thứ trưởng biết việc thực hiện dự án phải tuân theo quy định pháp luật nhưng bị động, bắt buộc phải thực hiện theo chỉ đạo của ông Son. Sau khi hoàn thành dự án, ông Trương Minh Tuấn đã nhận từ Phạm Nhật Vũ số tiền 200.000 USD. Cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Son và ông Tuấn vi phạm vào tội, vi phạm quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng trong đó ông Son có vai trò chủ mưu, cầm đầu ông Tuấn vai trò đồng phạm. Hàng loạt lãnh đạo của Mobifone như Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phạm Đình Trọng, vai trò đồng phạm trong tội danh này. Ông Son và ông Tuấn cũng bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, bị can Phạm Nhật Vũ bị đề nghị truy tố về tội đưa hối lộ.